và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Mèo Simply các bạn ơi. Đó. Thì hôm nay nữa bạn ơi, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video vlog cho bạn xem rồi đây. Và vlog hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì các bạn biết không? Ok, mình sẽ bật mí cho các bạn biết luôn nha. Đây. Tên 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 tên. Ta-da. Mấy bạn biết cái này là cái gì không? Đây. Thì xin giới thiệu các bạn, đây chính là một cái hộp đồ chơi nấu ăn các bạn ơi. Đồ chơi nấu ăn đó nha. Thì cái hộp này á thì mình đã mua ở trên Sài Gòn, lúc mà mình lên trên Sài Gòn, mình về quê mình thăm ba mẹ mình á, thì mình đã mua được cái hộp này. Và bởi vậy cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ quay cái hộp này cho các bạn xem nha. Và mình sẽ cùng nhau gọi là chế cái món ăn ở trên hình nữa bạn ơi. Đây các bạn xem nè, lại đây, xin lại đây coi nè. Đây các bạn thấy không? Đây. Đây là một cái hình của một cái món ăn, hình như là một cái dĩa cơm các bạn ơi. Đó, một cái dĩa cơm nhìn rất là dễ thương luôn, có cả mì trong đó nè. Wow, ok. Rồi, bây giờ mình cùng với lại Mèo Simmy sẽ cùng nhau gọi là nấu ăn thử bằng cái đồ ăn này nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm thử thách 24 giờ ăn đồ ăn tí hon các bạn ơi. Mặc dù mình biết là video này không được 24 giờ đâu, nhưng mà mình cứ nói là 24 giờ đi cho nó hay đúng không? Ok, cho nó clickbait đó. Ok rồi, chúng ta đầu vào video nào. Let's go. À mà quên nữa. Quên. Trước khi vào video này á, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của Mèo Simmy và các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha. Ok ok, còn bây giờ thì vào video hay nào bạn ơi. Các bạn muốn có tiền để có thể nạp vào game mua skin? Đơn giản thôi, các bạn hãy tải ngay phần mềm báo hay 24 giờ. Đây, đây là một cái phần mềm mà Phong đã sử dụng rồi nha. Thì đây chính là một cái phần mềm mà các bạn có thể lên đây để đọc báo nè, và sau đó có thể nhận thưởng tiền nữa nha. Và tiền ở trong cái app này các bạn có thể đổi ra thành thẻ cào điện thoại để các bạn có thể nạp vào game, nạp vào trong điện thoại bất cứ cái gì mà các bạn muốn. Chỉ cần ngồi không đọc báo thôi cũng được tiền nữa. Thế thì còn gì bằng đúng không anh em? Để tải được phần mềm này thì các bạn chỉ cần kéo xuống dưới phần mô tả với lại phần bình luận, mình sẽ để ở bên dưới nha. Thì các bạn có thể tải được ở trên CH Play và cả trên App Store đó nha các bạn. Đây, để Phong dùng thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào trong phần mềm bằng Facebook. Đó, mấy bạn thấy chưa? Vừa mới đăng nhập thôi mà mình đã nhận được xu rồi nè. Đó. Và cũng có rất là nhiều cách để có thể nhận xu ở trong đây nha. Các bạn có thể đọc báo nữa nè. Đây, bây giờ mình sẽ thử vào đây mình đọc báo. Khi mà các bạn đọc báo thì ở bên góc bên phải của nó sẽ có một đồng xu. Và khi các bạn đọc xong bài báo đó thì nó sẽ cho các bạn được một cái phần xu nhất định. Và cái phần xu này các bạn có thể tích góp lại để có thể gọi là nhận được thẻ cào điện thoại nha. Không những vậy, ở trong ứng dụng của chúng ta còn có cái phần gọi là xem video các bạn ơi. Mấy bạn có thể xem video ở trong cái ứng dụng này để có thể nhận được thêm xu nha. Đây, chúng ta sẽ xem video. Và trong cái thời gian chúng ta xem á, chúng ta sẽ được gọi là nhận thêm xu nha các bạn. Còn thêm rất là nhiều cách để có thể nhận thêm xu nữa, đó chính là các bạn cũng có thể chia sẻ cái app này lên trên Facebook cho bạn bè có thể tải về, thì các bạn cũng sẽ nhận được xu luôn nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nè. Đó, chia sẻ về xong thì bây giờ mình đã nhận được xu rồi nè. Tiếp theo nữa, để có thể nhận xu, các bạn cũng có thể xem quảng cáo để nhận được xu nha. Các bạn chỉ cần bấm vào trong quảng cáo để xem quảng cáo là các bạn sẽ được xu ngay. Đây, các bạn xem nè, mình có rất là nhiều xu luôn. Bây giờ mình sẽ đổi nó ra thành thẻ cào điện thoại nha. Ok, vậy là xong. Bây giờ mình đã có thẻ cào điện thoại để nạp vào game rồi. Quá đơn giản luôn đúng không nào? Các bạn chỉ cần ngồi không đọc báo mà các bạn cũng được tiền nữa. Thế thì còn gì bằng đúng không? Bởi vậy cho nên hãy mau mau tải cái app này về ngay nha. Mình sẽ để link tải ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở cái hộp này ra nha. Camera lại gần đây nào. Đây các bạn xem đây, cái hộp cơm này của chúng ta nè. Thì cái hộp cơm này nó có tên là cơm bento các bạn ơi. Một cái hộp cơm bento nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ khui nó ra nha. Ok. Đây các bạn ơi, các bạn xem nè. Bên trong chúng ta sẽ có một cái gọi là bịch ni lông các bạn ơi. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ thử khui nó ra nha. Đây, khui ra. Các bạn ơi, các bạn xem nè. Thì ở bên trong đây á, thì chúng ta sẽ có gọi là những cái bịch nguyên liệu của nó. Đây là những cái bịch bột nguyên liệu nha. Thì đồ ăn trong đây đa phần đều là bột hết nha các bạn. Đó, những cái bịch bột nguyên liệu nè. Ok, rất là nhiều bịch luôn. Wow. Trời, nhiều dữ vậy. Nhiều thật sự luôn á. Và đây chúng ta còn có thêm một cái nĩa để gọi là múc cơm ăn đó, múc mì ăn các bạn ơi. Quá hợp lý luôn. Ok. Rồi, còn cái này chính là cái khay để chúng ta gọi là chế tạo cái hình dáng cho đồ ăn của chúng ta. Ok, bây giờ mình cùng với lại Simmy sẽ bắt đầu nấu ăn nha. Let's go. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt cái phần này ra nữa bạn ơi, cắt nó ra. Rồi, ok.
mấy bạn biết cái này là cái gì không? Đây chính là một cái muỗng để chúng ta múc nước các bạn. Đó, dùng để múc nước nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là bắt đầu chuẩn bị nè. Thì đầu tiên thì mình sẽ gọi là cho mình mượn cây. Thì đầu tiên thì mình sẽ làm cái hình con cấu trúc này nha các bạn. Cái cục cơm hình con cấu trúc nè, với lại là cục cơm nắm trên đây nha. Mình sẽ làm hai cái này nha. Rồi, đầu tiên nè, mình sẽ gọi là lấy nước. Ở đây mình có chuẩn bị nước rồi nè. Đây, mở ra. Đây, đó. Đeo găng tay vô cho nó sạch sẽ, bạn hiểu không? Đây. Sau đó nó sẽ múc nước ở đây nha. Múc nước ra nè, sau đó đổ vào trong đây. Đổ vào trong thay, ok. Rồi, mình sẽ bỏ nước vào trong đây nha các bạn nha. Rồi, ok. Sau đó tiếp theo nữa thì mình sẽ lấy đến cái phần gọi là phần cơm mấy bạn ơi. Đây, đây chính là bịch cơm nè các bạn. Đó, bịch cơm nè. Mình sẽ bắt đầu gọi là cắt nó ra nha. Cắt phần bịch cơm ra. Ok, Simmy cầm giúp mình coi. Bây giờ mình đổ bột vào thì Simmy sẽ quậy nó lên nha. Ok, rồi. Bột thôi các bạn ơi, nhìn kìa. Nhiều lắm mấy bạn ơi. Rồi, Simmy quậy 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 lên, quậy lên. Đúng rồi, trộn lên, trộn đều lên. Camera quay sát vào đây nè. Wow, nó thành thằng cơm luôn. Đó, bạn thấy không? Nó cái đầu nó đóng lên thành cơm luôn đó bạn ơi. Đó. Đổ nhiều hơn nè. Ui, thơm ghê luôn á. Wow, xin thấy thơm không? Ừ, thơm cực kỳ luôn các bạn. Mình sẽ bỏ hết cái đống cơm này vào trong đây luôn. Đó, bỏ hết vào. Ok bạn ơi, nó đã biến thành một cái cục cơm này nè. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Đây, lấy nó ra. Wow, cái cục cơm. Chà, bạn coi nè. Đây, một cái cục cơm mấy bạn ơi. Đó. Và đặc biệt ở chỗ nha. Và đặc biệt nha bạn, là cái cục cơm này chúng ta có thể ăn được luôn nha. Ăn được luôn nha, chứ không phải là không đâu nha. Cái này chỉ là bột thực phẩm ăn thôi, cho nên là các bạn cứ yên tâm nha. Ăn được, không có gây hại sức khỏe đó nha bạn. Ok, rồi, mình sẽ gọi là lăn cho nó thành hình tròn nè. Đó. Ok bạn ơi, mình đã lăn cho nó thành một cái viên hình tròn này nè. Bây giờ mình sẽ bỏ nó lên trên dĩa trước nha. Rồi một tí nữa chúng ta sẽ trang trí nha. Mình sẽ bỏ cục cơm của chúng ta lên trên dĩa nè. Rồi, ok. Cục cơm tiếp theo thì mình sẽ nặn cho nó thành hình tam giác nha các bạn. Mình sẽ đè xuống cái này, mình sẽ nặn cho nó thành hình tam giác nha. Ok. Ok bạn ơi, mình đã nặn nó nè. Mặc dù rằng mình không khéo tay lắm, nhưng mà mình vẫn nặn cho nó thành hình tam giác được các bạn ơi. Đó, ok rồi. Mình sẽ để đến đây trước. Rồi, để tạm thời trên đây nha. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm đến cái phần gọi là gì đây ta. Ở đây thì mình thấy nó có cái phần gọi là rau nữa bạn ơi, với là bạch tuộc nè. Mình sẽ làm rau với bạch tuộc nha. Ok, rồi. Rồi, ok các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đến phần đồ ăn nha. Lại đây nào, sẽ lại đây, camera lại đây nào. Bây giờ mình sẽ múc ở đây nè. Mình sẽ múc ở đây một cốc nước, mình sẽ đổ vào đây một cốc nước nè. Đó, rồi ok. Múc thêm một cốc nước nữa. Mình sẽ đổ trong cái phần gọi là trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ bạn ơi. Sau đó ta múc thêm một nước nữa. Chúng ta sẽ để phần con bạch tuộc. Đây, bạch tuộc đây. Đổ với con bạch tuộc nè. Rồi ok, xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đổ những cái bịch bột của nó vào nha. Đầu tiên sẽ là con bạch tuộc các bạn ơi. Các bạn coi nè, đó, hình con bạch tuộc. Ok, cắt nó ra. Ta-da. Rồi, mở nó ra nè. Ok bạn ơi, mình sẽ đổ cái bịch bột này vào nha. Đây, đổ vào nè. Ui, nhiều phết. Rồi, đổ vào hết. Rồi, ok bạn ơi, con bạch tuộc đã hoàn thành xong rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến con tiếp theo. Sẽ là cái gì ta? Bông cải nha. Rồi, chúng ta sẽ xé bịch này ra. Chúng ta sẽ đổ cái bịch bột bông cải vào trong cái phần này. Rồi, sim khuấy giúp mình nha. Đổ vào đây nè. Mấy bạn ơi, mấy bạn coi nè. Nhìn nè, cái bịch bột này á, cái bột bên trong của nó là màu xanh dương, nhưng khi mà đổ ra ngoài đây thì nó lại biến thành màu xanh lá cây. Hay gì ta? Wow. Mình cần thêm nước á. Rồi, mình đã làm xong cái phần gọi là bông cải rồi nè. Bây giờ tiếp theo sẽ đến với phần gọi là trứng chiên. Đó, ok. Phần trứng chiên nha, mình sẽ xé nó ra. Xé ra nè. Rồi, mình sẽ đổ cái bột trứng chiên vào đây các bạn xem nè. Cái bột này là màu trắng nha, nhưng khi mà đổ ở trong đây thì nó sẽ biến thành màu vàng. Ủa, bạn nhìn nè, thấy không? Nó biến thành màu vàng rồi nè. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Đúng rồi, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, bạn hiểu không? Đúng rồi, đây đây, bên đây chưa trộn này, để mình trộn giùm cho. Rồi ok bạn ơi, bây giờ thì mình đã làm xong con bạch tuộc rồi nè, làm xong bông cải nè, và làm xong phần trứng chiên rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ đợi trong vòng 3 phút. Và trong vòng 3 phút đó thì nó sẽ đông cứng lại nha các bạn. Thì nó sẽ thành gọi là một cái thạch rau câu các bạn ơi. Và chúng ta sẽ bỏ lên trang trí nha. Ok, chờ thôi nào, 3 phút. 1 hour later. Phần đặc biệt. Rồi ok, bây giờ tiếp theo sẽ đến với phần mì gói nha các bạn. Đây, phần mì gói từ nãy giờ chúng ta đã để im một chỗ. Về chúng ta sẽ làm đến phần mì gói nha. Mình sẽ nặn nó ra như thế này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm mì nha. Đó, ok. Mình sẽ quấn cái cục bột của chúng ta lại như thế này. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái kéo. Đó, mình sẽ cắt cái phần này ra. Rồi ok. Sau chúng ta sẽ nặn lên trên đây, chúng ta sẽ làm thành mì nha. Nhưng mà khoan, chúng ta cần phải trang trí lại một chút xíu cho nó đẹp đã. Ok. Mấy bạn hãy nhìn thử cái hộp đi. Cái hộp nhìn trang trí nhìn đẹp không? Còn cái này nhìn có đẹp không? Không hề đẹp chút nào, cho nên chúng ta cần phải trang trí lại nha bạn. Ok, trang trí làm sao cho nó giống cái hộp. Rồi, mình sẽ để đây nè. Bây giờ mình với Simmy sẽ trang trí lại cho nó giống cái hộp nha. Được rồi. Ok. Mình sẽ để hai cục thịt lại gần con gấu nè. Đó, y hệt như trong hình luôn các bạn coi nè. Trong hình là hai cục thịt nó nằm kế bên con gấu nha. Mình sẽ để lại. Sao mình nhìn cái bắp cải mất lực quá. Cái bắp cải nhìn xấu quá các bạn ơi. Rồi ok. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ để đến cái phần gọi là bắp cải. Mình sẽ lấy bắp cải mình để kế bên đây. Bên này ok rồi. Đến phần gọi là trứng đi. Trứng thì mình sẽ để nó bên đây để làm cho bắp cải đẹp hơn, chứ bắp cải nhìn thấy ghê quá. Rồi ok. Rồi và cuối cùng chính là con bạch tuộc. Mình sẽ lấy bạch tuộc, con bạch tuộc là đẹp nhất nè. Mình sẽ để nó bên đây. Cái bento nó sẽ ở trên đây một chút nè. Đúng rồi, bento thì mình sẽ để ở đây đi. Mặc dù nó không giống hình được đâu, bởi vì cái dĩa của mình là cái dĩa khác với cái dĩa của hình. Cho nên là mình chỉ biết sắp xếp như thế này thôi nha các bạn. Ok. Rồi. Cuối cùng là đến phần mì nha các bạn. Mình sẽ bóp cái mì ra nha. Để các bạn coi nè, mình bóp ra cho các bạn coi nè. Đó, thấy không? Nó chảy ra thành mì nè. Ôi, nhìn ghê quá. Rồi ok. Mình sẽ bóp ra. Vâng, các bạn ơi, các bạn có thể thấy dĩa mì chúng ta đã hoàn thành rồi. Yeah. Bây giờ đến phần gọi là rắc tiêu lên. Ủa tiêu đâu? Tiêu tưởng tượng. Tưởng tượng trong đầu thôi, hiểu không? Tưởng tượng thôi, đó, đó rắc tiêu. Lên đó, tiêu okay, khắp rồi. Nơi luôn á. Rồi, đây. Các bạn xem nè, đẹp chưa, đẹp chưa. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Trời ơi, đẹp thật sự. Ok thì nói chung á là tôi á là con gái, tôi muốn nhường ăn cái đụng mì trước đó. Thôi tôi là con trai, tôi phải nhường con gái không, cho nên là mời Sim ăn trước. Okay. Cầm thìa và ăn đi Sim. Ăn cái gì cũng được đúng không? Đúng rồi. Ok, trong tất cả gọi là món ăn Nhật Bản thì mình rất thích ăn cơm nằm, nên mình sẽ ăn cơm nằm trước nha các bạn. Ok, okay rồi. Mình thích cơm hơn bởi vì cơm nằm nó sẽ gọi dơ là... dơ cho các bạn xem đấy nha. Đó, mà đâu rất là cute luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Ăn đi. Cái này là ăn được nha bạn, các bạn yên tâm nha, cái này ăn được nha. Ngon. Ngọt như kẹo luôn, ăn thử đi. Wow, ngọt, ngọt mà. Như kẹo luôn, mình thề các bạn luôn, như kẹo. Ui, rất là ngọt luôn. Mấy bạn có ăn kẹo dẻo bao giờ chưa? Cái này y hệt như kẹo dẻo luôn á. Thật sự rất là thơm luôn. Giờ bây giờ đến mời Phong ăn rồi. Ok. Mấy bạn biết mình thích cái gì không? Mình thích con bạch tuộc các bạn ơi, mình thích con bạch tuộc. Mình sẽ ăn con bạch tuộc nha. Ghim xuống nè, đó. Ui, nó dính, ui. Ê, trời, nó dính cứng ngắc luôn mày ơi. Mày hả mày? Trời ơi, bạch tuộc các bạn ơi, ok. Mày chết mày với tao nha mày. Ok, ăn nè. Ngon. Cái mặt, nhìn cái mặt trầm tư chưa kìa. Nó không có ngon bằng cơm mấy bạn ơi. Mình thấy nó kiểu, nó cứ như thế nào á, nó cứ nhạt nhạt. Mà nó cũng gọi là nó hơi mềm, mềm ơi là mềm luôn á. Nói chung là mình thấy nó không ngon bằng cơm, nhưng mà vẫn ngon nha bạn, vẫn ngon, nhưng có điều là không ngon bằng cơm thôi. Ok rồi, mời xin tiếp. Ok các bạn, bây giờ trong cái đũng này thì mình thấy gọi là món thịt bò, các bạn nhìn rất là ngon để mình ăn. Không, cái này là thịt gà. À thịt gà. Đúng à, rồi, thịt gà. Thịt gà các bạn thấy không? Trời ơi, cái cục thịt gà nhìn hấp dẫn như các bạn. Giờ cho các bạn xem đó. Không biết đâu ăn giống thịt gà, ăn thử nha. Ngon không? Ngon không? Cái gì vậy? Tôi không biết sao cái này nó không hề có cái vị gì luôn các bạn. Không
có một cái vị gì luôn. Ủa, này, ông hả? Ăn thử đi. Ủa cái gì? Không có một cái vị gì luôn. Nó không ngọt hả? Không có gì hết trơn luôn, kiểu như ông ăn cho chơi luôn á các bạn. Trời, mình ăn bất ngờ luôn á. Phong là Phong rất thích KFC. Để Phong ăn thử cái này coi giống KFC không nha. Mình thề với các bạn luôn, không có vết trâu luôn. Đâu, nó hơi đâu? Chua chua. Tôi ăn tôi thấy nó hơi chua chua. Nhưng mà nó cũng đúng là nó không có vị gì nhiều, nó chỉ có hơi chua chua xíu thôi. Ok rồi, không sao. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử đến cái phần gọi là mì đó các bạn. Mì. Đây, các bạn coi nè. Đây, sao quay ở đây. Đó. Thôi nè, tôi nhớ mà cái mì gói. Ok. Ai nói được, bọn mình là bạn bè cho nên chúng ta phải chia đôi ra, hiểu không? Mình sẽ chia đôi ra, các bạn coi nè. Chị đôi ra, ok rồi, mình sẽ ăn cục nhỏ. Ủa gì kìa, nói này lắm. No, no. Cô sẽ ăn cục này. Cái mì này á bạn, mình ăn mình cảm giác nó ngọt ơi là ngọt luôn. Nó ngọt cực kỳ ngọt luôn nha. Và nó có cái mùi giống như là cam vậy các bạn. Hình như cái này nó có vị, nó bị cam nha. Ok, xin ăn thử đi. Nó bị cam chắc không sao các bạn ơi. Ok, trời, cái tụi nó tùm lum luôn các bạn ơi, nhìn nè. Trời đất ơi. Ngon quá. Nè, coi nè. Sao? Cái này là vị kẹo cam á ơi. Đúng rồi. Ok. Ok. Nè, ông sực đi. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là ăn combo nha các bạn. Sực lại đây, sực lại đây. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chia đôi con cấu trúc ra nha. Để cho nó nhanh hơn, mình sẽ chia đôi con cấu trúc ra. Ok, chuẩn bị nha. Ôi. Trời, tội nghiệp, em cấu trúc quá. Trời, em trời ơi, thật thịt chè banh luôn kìa. Trời đất ơi. Trời cái gì vậy? Trời ơi, bé ơi. Chặt đứt đầu nó ra. Ok rồi. Tiếp theo nữa mình sẽ gọi là chia đến cái phần gọi là rau nha các bạn. Đây. Đây là phần rau nè, mình sẽ chia đôi ra. Đây không phải rau, đây là salam rồi. Cái cục gì hết phải rau rồi. Ok, cái cục mì này bỏ ra bên đi. Ok. Rồi, chia đôi nè. Tiếp theo nữa chính là cục trứng. Cục trứng là cái cục đẹp nhất nữa bạn ơi. Mình sẽ chia đôi luôn nha. Chia đôi ra. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lấy cơm nè. Đó. Mình trộn với trứng nè. Đó. Trộn lên. Trộn lên. Sao bay nhầy vậy? Sao nó bay nhầy vậy? Ok, trộn trứng nè. Rồi trộn với rau nè. Trộn với rau. Ok, rồi. Cơm trộn trứng trộn rau rất là ngon, thử nha. Ui, thơm nha. Ok, thế nào? Cái camera làm gì đó, trả đi. Đây, làm gì đó, thèm đó hả? Ok thôi, chừa lại cho camera một nửa đi, hợp lý. Camera thèm mẹ ơi, camera thèm mày rồi. Ok rồi. Rồi, xem ăn đi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Rồi, bây giờ mình thì mình thích ăn cầm hơn chứ không ăn kia. Rồi, bây giờ mình sẽ chia cái này ngon quá nha các bạn. Ăn chung vậy ngon ghê luôn á. Mình sẽ chia ra nữa cho camera ăn ăn chứ không để... Đúng rồi, không thôi để camera không được ăn toàn nhiệt. Cái này như kiểu sushi các bạn ơi. Sau đấy mình sẽ chia nữa một cái miếng trứng này mình quét lên. Rồi đó, trời ơi, như miếng sushi đó các bạn ơi. Ok, ăn thử nha. Sao, ngon không? Ngon thật. Ngon luôn các bạn, kiểu như nó kết hợp hài hòa nhiều cái lại với nhau á, nó ngon thật á. Đúng rồi, rồi ok. Bây giờ còn đống này, bạn xem nè, bạn coi nè. Bây giờ còn đống này mình sẽ trộn vô. Trộn chung với mì cái kiểu nữa, đúng không? Camera nó hành hạ vậy đó. Camera hồi nãy dấm gọi là lấy trộm cục cơm của mình. Mình sẽ bắt camera ăn đống này. Ok, camera hạ miệng ra. Hả miệng ra. Camera gật đầu hay không gật đầu? Lắc đầu lên sao? Ăn đi, ngon lắm, thử đi. Rồi đấy. Ok. Thấy sao? Gật đầu rồi không? Ngon. Ngon. Ngon hả? Ok. Thì hôm nay mình đã cùng với Simmy, bọn mình đã cùng nhau gọi là làm cái món gọi là cơm đồ chơi các bạn ơi. Cơm đồ chơi tí hon. Đúng rồi, cơm bento đồ chơi tí hon. Rất là vui luôn các bạn ơi. Chơi cái trò rất là vui luôn nha. Ok, nói chung á, cái này chỉ là đồ chơi thôi, cho nên là các bạn nên nhớ nè, là các bạn chỉ nên gọi là lâu lâu chơi một lần thôi nha. Chứ cái này các bạn không nên ăn nhiều, bởi vì cái này gọi là ăn nhiều quá là không tốt cho sức khỏe nha các bạn. Các bạn chỉ nên ăn ít thôi, lâu lâu làm chơi vui vui thôi nha. Ok, rồi. Thì
mấy bạn có thấy thích video này không nào? Nếu như mấy bạn thấy thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Mèo Simmy nè, cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, bye bye.